Hello, xin chào nhà. Em lên cho cả nhà một con đồng hồ Seiko phiên bản nè, cực kỳ hiếm gặp nha. Chạy cơ chế là ba kim điện tử nè, full lịch vạn niên luôn. Và đặc biệt con này là xem nhanh giờ thế giới nha. Rồi size của nó là 38 ngang, càng là 58 nha. Dây thép đúc, đó có đời mi, nè, đó cực kỳ hiếm luôn, bao cả nhà tìm luôn. Đó, Seiko vừa ba kim vừa điện tử nha, có báo thức chống nước 100 m nè. Đó, sản xuất tại Nhật luôn. Đây. Đó, có chuông báo thức bấm là nó hiện ra nè. Rồi, chức năng của nó như sau. Đó, mình bấm kim nào. Ví dụ đó, bấm kim Bangkok nè. Nè, Hồng Kông nè, 6 giờ 12. Benzin nè. Đó. Tokyo 7 giờ 12 nè, Sydney 8 giờ 12 nè. Đó. Nhiều cái không biết đọc luôn á. Đó. Cái kim nó chỉ múi giờ đến đâu thì nó hiện ra giờ đến đó luôn nha cả nhà. Đó, 3 giờ 12 sáng gì nè. Đó, bấm giờ thể thao nè. Bấm giờ thể thao 1 trên 1.000 nha cả nhà. Dừng reset nè. Đó, báo thức nè, có hai báo thức nha. Đó là cái nhà nhìn nè, đây là time là giờ hiện hành nè. World time là giờ xem giờ thế giới nè, chronograph là bấm giờ thể thao nè. Đó, báo thức một, báo thức hai nè. Đó, đọc lạ nha. Đó, dây cũng dài luôn. Con này hàng hiếm, hàng để mình sưu tầm luôn nha cả nhà. Dây 21 luôn. Đó, dây 21 luôn nha. Nguyên rin. Ngoại hình còn ok, đó, kính đẹp, vỏ cũng đẹp luôn. Chung là ok, giờ chỉ việc đeo thôi nha. Seiko, đó, ba kim với ô điện tử nha, mặt hai lồng. Giống như cái tivi nha cả nhà. Đáy xoáy chống nước 100 m thép đúc nha. Rồi, em mời cả nhà nha.